Nhổ cỏ tận gốc. Làm thế nào để giết một tổng thống? Tập thứ 27. Xin mời bà con mình cùng nghe tiếp. Tôi cầm điện thoại gọi ngay về tổng tham mưu. Bên kia đầu dây xưng danh đại tá Đỗ Mậu. Tôi nói ngay: Thọ đây thưa chú. Đại tá Đỗ Mậu hỏi: Chú mày ở đâu đó? Ông cụ đi đâu rồi? Tôi đáp lại: Tổng thống muốn nói chuyện với tướng lãnh. Đại tá Đỗ Mậu trả lời: Các tướng lãnh chưa ai đến, chỉ có tướng Khiêm thường trực ở đây. Chú mày muốn nói gì thì nói. Tôi đợi trong nháy mắt thì nghe tiếng của tướng Trần Thiện Khiêm. Tôi trình bày ngay là tôi được lệnh tổng thống liên lạc với hội đồng tướng lãnh và hiện tổng thống đang ở tại nhà thờ Cha Tam Chợ Lớn. Hội đồng tướng lãnh cử đại diện đem xe rước tổng thống về tổng tham mưu. Tướng Trần Thiện Khiêm đáp: Được rồi, qua sẽ trình lên trung tướng chủ tịch. Nói với tổng thống yên tâm sẽ có tướng lãnh xuống. Tôi gác ống nói trình lại với tổng thống Ngô Đình Diệm là đã nói chuyện với tướng Trần Thiện Khiêm và ông ta sẽ cho đại diện tướng lãnh xuống đây. Tổng thống Ngô Đình Diệm và ông Ngô Đình Nhu cùng cha xứ yên lặng, không còn ai muốn nói gì cả, và giờ phút đợi chờ đã bắt đầu. Từ giờ phút đó, một âm thanh động cơ nào chuyển động bên ngoài cũng quấy động tinh thần tôi. Trích nhật ký Đỗ Thọ. Sau này, Linh Mục Trinh đã tiết lộ, Linh Mục tìm mọi cách thuyết phục anh em Tổng thống Diệm không nên gặp các tướng lãnh, nhưng Tổng thống Diệm nhất định từ chối. Linh Mục Trinh có đề nghị Tổng thống Diệm và ông cố vấn Nhu nếu không muốn tị nạn trong tu viện hoặc nhà thờ, thì Linh Mục sẽ tìm cách tốt nhất để đưa hai ông đến tị nạn tại tòa Đại sứ Pháp hoặc Đại sứ Trung Hoa. Tổng thống Diệm từ chối lần cuối cùng. Xin cảm ơn cha, tôi không có tội gì với dân và quốc gia này, tôi thấy không có lý do gì phải lẩn tránh. Trong khi đó, tại bộ tổng tham mưu, khi nhận được tin anh em ông Diệm đang ở nhà thờ Cha Tam, thì nhóm tướng Đông hết sức vui mừng, nhưng cũng vô cùng lo ngại, phải làm thế nào bây giờ? Thiếu tướng Đỗ Mậu cho biết là quyết định thanh toán ngay anh em ông Diệm không phải do toàn thể Hội đồng Quân nhân Cách mạng, mà riêng tướng Mậu cũng như tướng Đông, tướng Khiêm chỉ tán đồng giải pháp đẹp nhất là đưa hai ông ra ngoại quốc. Riêng tướng Đông đã cho sửa soạn căn phòng cảnh văn phòng tổng tham mưu trưởng để hai ông tạm nghỉ. Tuy nhiên, ngay từ sáng 1 tháng 11, hội đồng này đã phân hóa và nghi ngờ nhau vì không thể biết ai thật tâm với ai. Tuy nhiên, có bốn tướng lãnh tạm đoàn kết với nhau hơn ai cả, đó là các tướng Minh, Xuân, Kim, Đông. Tướng Đến còn bị chôn chân tại trại Lê Văn Duyệt để điều động các cuộc hành quân. Tuy nhiên, không có sự hiện diện của tướng Đến ở bộ tổng tham mưu quả là một điều rất hay cho phe đảo chánh, vì tướng Đến vốn ăn nói bạc mạng. Chính điều này đã làm cho tướng lãnh ngán ông Đến, cho nên tướng Đến đã không được mời tham dự vào cuộc biểu quyết về số phận anh em tổng thống Diệm. Nói làm cuộc biểu quyết thì không đúng. Đây chỉ là những ý kiến rỉ rả, không một tướng lãnh nào dám công khai đưa ra đề nghị. Trước hết, thiếu tướng Lễ cho rằng đã nhổ cỏ thì nhổ tận gốc. Ông còn kề cà dẫn chứng một số thí dụ trong truyện Tàu, ý kiến trên được tướng Xuân tán đồng. Tướng Kim già dặt, mặc dù ông là một tướng lãnh bị chế độ Ngô Đình Diệm bỏ quên trong 9 năm, các tướng lãnh khác không công khai tỏ rõ thái độ. Tướng Dương Văn Minh vẫn im lặng một cách khó hiểu. Sau một hồi bàn trĩ trả và cuộc đối thoại của tướng Nguyễn Ngọc Lễ, tướng Xuân, tướng Dương Văn Minh, tiêu lệnh nhổ cỏ nhổ tận gốc đã được quyết định với đa số 7 trên 9. Một quyết định hết sức mơ hồ, cho nên chính người đồng ý giải pháp này cũng không hiểu giải pháp sẽ được thi hành như thế nào. Sẽ bắt ông Nhu, ông Diệm, rồi đem ra tòa xử hay đưa ra ngoại quốc. Song không ai nói lên thắc mắc của mình cả. Hội đồng Quân nhân Cách mạng vẫn bao trùm không khí nghi kỵ và đề phòng lẫn nhau. Vị tướng lãnh kể trên cho biết rằng kể cả tướng Dương Văn Minh với tư cách chủ tịch Hội đồng Quân nhân Cách mạng vẫn không dám đơn phương quyết định hoặc thi hành quyết định của Hội đồng Quân nhân Cách mạng, mặc dù với tư thế của ông có toàn quyền quyết định, song tướng Minh đã không thực thi quyền hành tối thượng đó. Và có thể nói việc gì, ông cũng vẫn phải tham khảo ý kiến với đại sứ Mỹ. Nếu ông Lodge quyết tâm bảo vệ sinh mạng cho hai anh em ông Tổng thống Diệm, thì sự việc đã khác.
Thái độ của Lodge lúc đó rất lờ mờ với luận cứ không can thiệp đến nội bộ Việt Nam. Thái độ của ông Lodge khác hẳn với thái độ của tướng Hawkins. Ngay từ khi ông Lodge nhậm chức tại Việt Nam, mối bất hòa giữa Lodge, Hawkins càng ngày càng rõ rệt. Hawkins có cảm tình với ông Nhu hơn là tổng thống nhiệm. Tướng Hawkins đã dùng uy tín của ông ta đối với tướng Đông để làm cách nào phe tướng lãnh bảo vệ tính mạng cho anh em tổng thống nhiệm. Đại sứ Lodge không tỏ thái độ rõ rệt. Tướng Minh thì im lặng một cách khó hiểu. Trong khi đó, một số tướng lãnh khác lại chủ trương thanh toán ngay anh em ông Diệm và sẽ coi như một việc đã rồi đối với người Mỹ, đồng thời đối với quốc dân, sẽ tìm cách ngụy tạo dư luận. Mọi việc đâu cũng sẽ về đấy, miễn sao anh em ông Diệm phải vắng mặt vĩnh viễn. Mấy tướng lãnh này đã quan niệm đơn giản như vậy. Kể từ sáng 2 tháng 11, phe đảo chánh coi như đã làm chủ tình hình tại thủ đô và trên toàn quốc. Sự phân hóa lại càng trở nên rõ rệt giữa nhiều phe nhóm. Phe mạnh với mặc cảm tự tôn cho rằng mình là thành phần chủ chốt, có công đầu đối với cách mạng. Phe này gồm tướng Đông, Đính, Minh, Kim, Xuân. Phe yếu với mặc cảm chạy theo vào phút chót nên hoàn toàn thụ động và chờ đợi ân huệ của cách mạng. Phe ôn hòa gồm tướng Khiêm và tướng Mậu. Tất nhiên là phe mạnh đã hoàn toàn khuynh loát. Nhiều quyết định mật của phe này mà phe kia không được biết, cho nên quyết định diệt Thảo Trù Căng tuy có đặt thành vấn đề để thảo luận chung, nhưng cũng chỉ là để thảo luận mà thôi. Quyết định tối hậu vẫn do nơi tướng Dương Văn Minh, người có nhiều ảnh hưởng đến tướng Minh về chính trị và giao tế, là tướng Kim, người được tướng Minh tin cậy về mưu kế và phép thuật đối nội là tướng Xuân. Nếu tướng đến hăng say thì hăng say đó cũng chỉ là có tính cách trình diễn với ảo tưởng anh hùng lãng mạn nào đó. Nhưng sự hăng say của tướng Xuân kể từ sáng 2 tháng 11 có tính cách đe dọa, vì ông muốn tỏ cho mọi người biết là ông quyết định và có thể ra tay làm được tất cả. Đồng thời, ông muốn có dịp cho mọi người thấy biện pháp cực mạnh ấy sẽ như một lời cảnh cáo quyết liệt nhất để hiểu rằng đừng có ai cựa quậy. Có thể đó cũng là lý do khiến tướng Xuân tự tình nguyện đến nhà thờ Cha Tam đón anh em Tổng thống Diệm. Cùng đi với ông Xuân, như trên đã viết, có Đại tá Dương Ngọc Lắm, Đại quý Nguyễn Văn Nhung, Đại quý Phan Hòa Hiệp, Thiếu tá Dương Hiếu Nghĩa. Xét về khía cạnh bất mãn đối với chế độ của Tổng thống Diệm thì tướng Minh không có gì gọi là bất mãn. Nhưng sau cuộc đảo chánh học 11 tháng 11 năm 60, tướng Minh không còn được chế độ này tín nhiệm như xưa. Có lẽ bắt nguồn từ thái độ của ông đối với cuộc đảo chánh đó, khi ông tuyên bố với báo chí ngoại quốc. Cho dù vậy, hành động của tướng Minh đối với anh em Tổng thống Diệm quả là khó hiểu, nhưng tướng Xuân thì sự bất mãn có vẻ sâu xa hơn cả. Kể từ khi ông mất chức giám đốc nhà an ninh quân đội, ông Xuân vẫn cho rằng mình có công đối với chế độ trong vụ đánh dẹp Bình Xuyên và chiến dịch Bình Định tại miền Đông Nam Phần. Tuy không xuất thân từ một trường võ bị nào, ông Xuân chỉ là một công chức cao cấp trong ngành mật thám liên bang, sau được đồng hóa vào ngành an ninh quân đội với cấp bậc đại tá. Tuy nhiên, khi mất chức giám đốc, ông vẫn được Tổng thống Diệm cho giữ chức chỉ huy trưởng Trung tâm huấn luyện Quang Trung cho đến ngày đảo chánh. Trong ngành cảnh sát, tướng Xuân vẫn còn một số cộng sự viên cũ thuộc giới già đã phục vụ trong ngành mật thám liên bang rất lâu năm. Còn một vài lý do tế nhị khác đã khiến tướng Xuân hăng hái nhất trong việc tình nguyện đi đón anh em Tổng thống Ngô Đình Diệm. Mặc dù, trên nguyên tắc, Hội đồng Quân nhân Cách mạng không chính thức chỉ định tướng Xuân đi đón anh em Tổng thống Diệm, chỉ có Đại quý Nhung được chỉ định đi theo với tư cách đặc phái viên của riêng tướng Chủ tịch Hội đồng Quân nhân Cách mạng. Khi vào nhà thờ, anh em ông Diệm vẫn tỏ ra bình thản, ông Nhu vẫn tiếp tục hút thuốc thả khói. Trong nhà thờ này, từ hàng ghế trên cùng gần cung thánh, Tổng thống Diệm và bào đệ của ông đã đọc kinh ăn năn tội trước đấng Thượng Đế mà riêng ông Diệm, đức tin nơi Thượng Đế, đã như sắt thép. Tổng thống Diệm và bào đệ đã xưng tội, được ăn năn tội và đọc kinh đền tội. Đối với đời sống tôn giáo như Thiên Chúa giáo, thì hai anh em ông Diệm đã làm tròn phép đạo trước khi lìa trần.
Nhà thờ Cha Tam vẫn lặng lẽ, tiêu sơ. Nếu không có những tình cờ lịch sử đưa anh em Tổng thống Diệm đến đây, thì ngôi thánh đường này cũng như trăm ngàn ngôi thánh đường khác, ở vào những nơi yên tĩnh, bao giờ cũng trầm lặng thanh khí. Rồi bỗng có một loạt súng nổ từ phía ngoài. Lời thuật lại của ông già Hoa Kiều. Cho đến lúc này, ông ta vẫn có mặt trong thánh đường, ở vào hàng ghế ngoài, phía bên trái. Cuối cùng, ông nghe có tiếng xe tăng, tiếng người nói lao sao. Chiếc xe tăng cồng kềnh, tức chiếc M113, đã thực sự tiến vào sân nhà thờ, trú lên những âm thanh ghê rợn. Rồi hai ba chiếc khác tiếp theo, tức là những chiếc xe Jeep, và còn một vài chiếc khác đậu ở phía ngoài đường. Họng súng chỉ vào phía trong như sẵn sàng nhả đạn. Có thể nói cho đến lúc này, anh em Tổng thống Diệm vẫn bình thản đọc kinh. Ông Nhu có quay ra nhìn và đứng lên trước Tổng thống. Trái lại, ông Diệm vẫn thản nhiên đọc cho hết kinh. Lúc bấy giờ từ ngoài, một sĩ quan tiến lên thềm nhà thờ và một viên sĩ quan khác mở rộng cánh cửa chính. Hai bên hông nhà thờ đều có sĩ quan đứng rải rác, tay cầm súng như sẵn sàng nhả đạn. Đại tá Lắm tiến vào phía cung thánh và gặp anh em Tổng thống Diệm đi ra. Ông giơ tay chào theo lối nhà binh và nhường bước để anh em Tổng thống đi ra trước. Khi đến thềm, anh em ông Diệm mới đứng lại quay sang chuyện trò với đại tá Lắm. Ông Nhu thẳng nhiên châm thuốc. Hình ảnh lúc ấy tôi khó có thể quên được trong đời tôi. Lời của cha Jean. Ông Nhu bước xuống thềm theo sau Tổng thống. Lúc ấy tùy viên đi sát Tổng thống, tay xách chiếc cặp da đen lớn. Sau thì chiếc cặp da này được trao cho một sĩ quan cấp tá, và ông này chuyển cho tướng Xuân. Một lát sau, Tổng thống Diệm được nghe đại tá Lắm trình bày quyết định của Hội đồng Quân nhân Cách mạng lên Tổng thống. Ông Diệm chỉ gật đầu rồi quay sang hỏi ý ông Nhu. Ông Nhu đáp lại bằng mấy câu tiếng Pháp ngắn ngủi. Ông Nhu tỏ ra bực tức, nóng giận và phản đối cách thức đi đón Tổng thống của phe đảo chánh. Ông Nhu nhấn mạnh rằng, Tổng thống là Tổng thống nhân dân, chứ có phải là tù binh đâu mà tại sao các anh lại đua xe bọc sắt đến đón Tổng thống như thế này? Trong giờ phút đó, đại tá Dương Ngọc Lắm vẫn giữ cử chỉ và ngôn ngữ cung kính đối với một vị tổng thống quyền uy đang thất thế. Ông Nhu lầm bầm tức giận, mặt tổng thống Diệm đỏ gay. Tổng thống Diệm bảo đại tá Lắm, đại tá đưa tôi và ông cố vấn về qua dinh Gia Long rồi hãy lên tổng tham mưu. Ước vọng cuối cùng của tổng thống Diệm là trở lại dinh Gia Long lần cuối. Lúc ấy đã 8:30. Dinh Gia Long tràn ngập dân chúng trẻ già trai gái đủ loại. Phòng khách danh dự của vị nguyên thủ quốc gia trở thành chốn vui chơi của từng đoàn thanh niên nam nữ. Phòng ngủ của vị tổng thống trơ trọi một chiếc đi văn gỗ, bộ sa lông cũ, nhưng lại trở thành nơi thu hút bao nhiêu khách hiếu kỳ. Những bức tranh vô giá, quà của quốc gia bạn tặng quốc gia Việt Nam phút chốc tiêu tan. Những bảo vật quý giá nhất lưu giữ từ thời quốc trưởng Bảo Đại bỗng dưng một phút không cánh mà bay. Dinh Gia Long một phút trở thành chốn vô chủ, bậy rạc hoang tàn. Cũng từ phút đó, nơi tiêu biểu cho quốc gia này lại là văn phòng của tướng chủ tịch Hội đồng Quân nhân Cách mạng đặt tại Bộ Tổng tham mưu. Ước vọng cuối cùng của Tổng thống Diệm đã bị khước từ. Đại tá Lắm nói với tướng Mai Hữu Xuân, đại cương, ông cụ muốn cuộc hành trình qua dinh Gia Long. Ông cụ đang muốn tìm một tài liệu gì đó. Tướng Xuân cho biết dân chúng đang đổ xô ra đường. Dinh Gia Long bị tràn ngập, cho nên vì an ninh lộ trình nên không chiều ý Tổng thống Diệm được. Đại tá Lắm thưa lại như vậy, Tổng thống Diệm cúi đầu, mắt long lanh, thiếu tướng Xuân dục giả. Bây giờ xin mời cụ và ông cố vấn lên xe cho. Ông cố vấn Nhu cương quyết. Thiếu tướng nên biết cho đến giờ phút này tổng thống vẫn còn là tổng thống và tôi là cố vấn của tổng thống. Không có lý do gì các anh đi đón tổng thống bằng xe bọc sắt như vậy. Thiếu tướng Xuân quay lưng bước đi không nói một câu. Hai sĩ quan nhảy lại đẩy tổng thống Diệm về phía chiếc M113. Ông cố vấn Nhu trợn mắt cầm điếu thuốc hút giang dở, ném thẳng vào mặt viên đại quý hôn tận này rồi ông lại nhảy đến sâu viên đại quý khác. Ông Nhu nặng lời la mắng hai viên sĩ quan có cử chỉ vô lễ với Tổng thống. Một viên đại quý trúc khẩu rô lô chĩa thẳng về phía ông Nhu. Tổng thống Diệm mím môi quát mắt. Viên sĩ quan vội cho súng vào bao rồi quay lưng đi.
Nhật báo công luận do tướng Tôn Thất Đính làm chủ nhiệm qua loạt bài Cái chết Diệm Nhu số 875 ra ngày 18 tháng 11 năm 70 đã viết lại như sau. Tổng thống Diệm quát mắt nhìn thẳng vào mặt viên sĩ quan này, bắt gặp nhãn tuyến dữ tợn của một vị tổng thống từng được 9 năm suy tôn. Tự nhiên sĩ quan thấy mình thiếu mất một phần can đảm, tay súng buông thõng xuống, khẩu rulo được đút lại vào bao da. Một số chiến sĩ thiết giáp thấy ông Diệm, ông Nhu giằng co với hai sĩ quan vội nhảy ra khỏi xe và tiến lên bậc thềm nhà thờ. Với những khẩu cạc bin đã lên đạn, mũi súng chĩa thẳng về phía hai ông Diệm Nhu. Tùy viên Đỗ Thọ toan nhảy tới trước đám quân nhân thiết giáp. Ông muốn làm một hành động, nhưng rồi ông chùn bước. Đỗ Thọ biết rằng trong khung cảnh đằng đằng sát khí này, bất cứ một hành động chống đối nhỏ nhoi nào của ông cũng đều có thể mất mạng như chơi. Ông Diệm, ông Nhu uy quyền như vậy mà chịu bất lực thì ông làm sao chống chọi được. Sau khi trả lại khẩu rô lô ngắn này vào bao da, viên sĩ quan toan bắn ông Nhu, nhìn ông Diệm gằn giọng. Chúng tôi mời quý vị lên xe, giờ này nơi đây không còn ai là tổng thống và cố vấn nữa. Nếu quý vị từ chối, chúng tôi buộc lòng phải áp dụng những biện pháp cứng rắn. Nói xong, viên sĩ quan này đẩy nhẹ ông Diệm xuống sân nhà thờ. Ông Nhu bây giờ lại có vẻ quyết liệt, ông xô viên sĩ quan ra và quát. Không được vô lễ với tổng thống. Biết tình thế không thể thay đổi được, ông Diệm nắm lấy vai áo ông Nhu. Thôi chú, mình đi hả? Ông chưa nói hết câu thì viên sĩ quan thứ hai đã đẩy mạnh ông Nhu xuống trước. Tổng thống Diệm bước theo, tùy viên Đỗ Thọ và cha xứ đi theo hai người. Cửa chiếc thiết vận xe M113 được mở ra. Bên trong nồi chảo, hành lý cá nhân của các chiến sĩ thiết giáp ngổn ngang. Khung cảnh chẳng có vẻ gì đã được thu dọn để đón một vị tổng thống. Rõ ràng đây là một cuộc áp giải một cách đột ngột thiếu chuẩn bị. Ông Diệm, ông Nhu chùng bước. Cả hai đều hiểu rằng với một sự đón rất cứng rắn như vậy, hy vọng được đưa ra ngoại quốc của hai ông hết sức mong manh. Đối với các tướng lãnh, uy quyền của hai ông chắc chắn đã hết. Hiểu như vậy thì đã quá muộn. Trên mặt thềm của ngôi nhà thờ buồn tẻ này, người ta thấy khuôn mặt tùy viên Đỗ Thọ rất thảm thương. Có lẽ ông đã hình dung được số phận sẽ được dành cho hai ông Diệm Nhu. Trong giờ phút nặng nề này, chỉ có ông Diệm là người giữ được sự bình tĩnh cần thiết, nên đã không một phản ứng nào mặc cho số phận đưa đẩy. Còn ông Nhu trong gương mặt hốc hác tiều tụy của một đêm thức trắng, đôi mắt ông long lên cơn giận như bốc lửa, khi thấy đám đông dân chúng đằng xa đang chỉ trỏ về phía mình như một con hổ xa cơ. Ông muốn trút sự nóng giận cho bất cứ một người nào, nhưng cuối cùng ông dằn được. Khi ấy chiếc M113 đã nổ máy quay đầu ra phía cổng. Thiếu tá Nghĩa thì chạy lăng xăng, đại quý Nhung hai tay chống nạng, mặt mày rất hung dữ và thốt ra nhiều lời lỗ mãng tục tằng. Một sĩ quan khác cũng có mặt tại đây, và ông Nhu cũng đã từng biết mặt biết tên, viên sĩ quan này là đại quý Hiệp. Đại quý Hiệp cũng như Nhung đã thốt ra những lời lỗ mãng nặng nề. Tổng thống Diệm vẫn làm ngơ, xong ông Nhu quay lại quát mắt mắng Hiệp. Không có được ăn nói và xử sự như vậy với tổng thống. Như cố ý lánh mặt, tướng Xuân vẫn ngồi ngoài xe đậu phía bên kia đường. Thiếu tá Nghĩa đã hộ tống anh em tổng thống Diệm đến tận cửa chiếc M113. Ông Nhu vẫn giằng co. Các anh để tổng thống đi xe nào? Sao lại đi xe này? Sao lại có thể thế này? Một đại quý đã xô ông Nhu vào phía cửa sau. Ông Nhu lảo đảo rồi đứng khựng lại. Ông lớn tiếng nặng lời với mấy sĩ quan đứng quanh ông và tổng thống Diệm. Theo ông già khá, tổng thống Diệm vẫn có vẻ từ tốn. Trong nhật ký Đỗ Thọ có ghi lại như sau. Họ đẩy mạnh ông Nhu xuống sân nhà thờ. Tổng thống Ngô Đình Diệm, tôi và cha Jin theo sau. Trong khi đó, trục máy của chiếc M113 buông thả cửa xe. Lính đạo chính áp dụng cứng rắn đẩy ông Nhu lên xe. Ông Nhu cự nữ quay lại nửa người và đưa Tổng thống Diệm lên trước. Tôi chạy đến đưa chiếc cặp da, chiếc ba ton cho Tổng thống. Nhưng đại quý Nhung đã giật những món này. Đồng thời họ không cho tôi được phép đến gần Tổng thống Ngô Đình Diệm. Tôi đứng lại nhìn cửa sau chiếc M113 đóng lại. Tôi không thể ngờ, đó là nơi an nghỉ của Tổng thống Diệm trong quan tài bọc sắt. Tôi lên xe KMC trở về Tổng tham mưu.
Trên lộ trình về, Bộ Tổng Tham mưu đột nhiên đến cổng xe lửa đường Hồng Thập Tự thì đoàn công voi dừng lại. Báo công luận số 882 trang ngày 26 tháng 11 năm 70 đã ghi lại. Giờ phút kết liễu cuộc đời của hai ông Nhu Diệm xảy ra lúc đoàn công voi về tới cổng xe lửa đường Hồng Thập Tự. Đoàn công voi vừa tiến đến đây thì gặp lúc có một chiếc xe lửa chạy qua nên phải dừng lại. Đại tá Lắm ngồi với thiếu tướng Mai Hữu Xuân trong một chiếc xe Jeep chạy giữa đoàn, thấy đoàn xe bất thần ngừng lại. Ông không biết chuyện gì nên đã hét vào máy truyền tin. Ai cho lệnh các anh dừng lại? Tiếng của quân nhân trên chiếc xe thiết giáp đi đầu trả lời. Thưa đại tá, kẹt xe lửa, có một chuyến xe lửa sắp chạy qua, cổng rào đã kéo xuống. Đại tá Lắm à một tiếng rồi tiếp tục nói chuyện với thiếu tướng Xuân. Chừng vài phút sau giữa tiếng chuyển động ầm ầm của chuyến xe lửa chạy qua, ông nghe mơ hồ có nhiều tiếng súng nổ. Nhưng hỏi phía trước không có một báo cáo nào cho ông biết có chuyện gì bất ngờ xảy ra. Những tiếng súng khô khan chen lẫn với tiếng động cơ ầm ĩ của chuyến xe lửa đi qua. Đó là tiếng súng của Đại Quý Nhung. Trong không khí nặng nề của đoàn công vo rước ông Diệm ông Nhu từ nhà thờ Cha Tam về Bộ Tổng Tham mưu. Thừa cơ hội chiếc thiết vận xa chở ông Diệm ông Nhu ngừng lại. Đại Quý Nhung đã bất thần từ chiếc xe Jeep đi kèm nhảy qua chiếc thiết vận xa. Khẩu rô lô ngắn nòng được rút ra khỏi vỏ và ông đã nhả đạn. Sau đó dùng dao kết liễu đời hai ông Diệm Nhu. Hai nhân vật đầu não của chế độ nằm xuống, vĩnh viễn nằm xuống. Không có một phản ứng nhỏ nhoi nào. Cái chết này rất ít người được biết rõ ràng và chứng kiến. Chính đại tá Lắm, người chỉ huy trực tiếp đoàn công vo lúc bấy giờ cũng không hay biết. Sau này, đại tá Lắm đã có lần nói với chúng tôi là ông không thể ngờ một việc như vậy đã xảy ra. Sau khi chuyến xe lửa đã đi qua, đoàn công vo tiếp tục cuộc hành trình. Đại tá Lắm lúc đó vẫn tin tưởng mọi việc đều bình thường, là không có một điều gì xảy ra. Cho đến khi đoàn xe về tới Bộ Tổng Tham mưu, chiếc thiết vận xe 113 chở Tổng thống Diệm và ông Cố Vấn Nhu đột nhiên tách rời khỏi đoàn và chạy qua sân vận động quân đội. Đoàn xe dừng lại ngay tại sân cờ, Đại Quý Nhung từ trên M113 lẹ chân nhảy xuống trước. Lúc ấy Trung tướng Chủ tịch Hội đồng Quân nhân Cách mạng đang đứng trên bao lân, Nhung chạy theo sau tướng Xuân, tiến lên thềm tam cấp của Bộ Tổng Tham mưu. Tướng Minh từ phía trên giơ cao hai tay, cử chỉ giống như tướng Đờ Gâu, giơ tay lên cao biểu lộ sự chiến thắng để chào mừng quốc dân. Khi Đại Quý Nhung cùng tướng Xuân bước lên thềm Bộ Tổng Tham mưu, một tướng lãnh trông thấy tay áo của Nhung dính đầy máu. Ông hất hàm hỏi tướng Xuân, sao vậy? Rồi tướng Xuân và Nhung lên thẳng lầu để gặp tướng Minh báo cáo các công tác mà họ vừa hoàn thành. Mấy tướng lãnh thở dài, quay lưng đi thẳng lên lầu. Một vài tướng khác và mấy đại tá kéo nhau xuống phía sân để coi tử thi. Khi đến nơi, mấy ông tướng khựng lại, rồi ở thấy nghiêm giơ tay chào từ biệt anh em Tổng thống Diệm. Thiếu tướng Đỗ Mậu vùng vằng nói lớn, các anh phải chịu trách nhiệm trước lịch sử. Tướng Dương Văn Minh lạnh lùng khẽ nhún vai không nói một câu. Tướng Khiêm xa sầm nét mặt, hiện rõ sự đau đớn. Một tướng lãnh khác vào phòng của Tổng tham mưu trưởng, trụ đại tá Lưu Konin tra coi xác chết của anh em ông Diệm Nhu. Lưu Konin lắc đầu. Tôi ra sao được, người ta sẽ có lý do cho rằng người Mỹ có dính dáng vô. Xác của anh em Tổng thống Diệm được khiêng xuống đặt trên đất của sân cờ. Hai anh em ông Diệm nằm chỏng chơ như vậy, miệng ông Nhu há hốc, mắt nhắm, máu ở miệng trào ra dính hai bên mép và cổ, máu đã trở thành đen. Trời hôm ấy không nắng lắm và nhiều mây. Từ lúc ấy sân Bộ Tổng Tham mưu trở nên vắng lặng, không một ai được lai vãng trừ một số tướng tá và một số người có phận sự. Người hạ sĩ quan trên chiếc M113, trước khi lên xe rời khỏi sân cờ, ông ta đã rút chiếc khăn mù xoa trong túi, phủ lên mặt Tổng thống Diệm. Hay thi thể nằm chơ vơ như thế đã khá lâu, vì Hội đồng Quân nhân Cách mạng chưa có một quyết định nào. Từ Bộ Tổng Tham mưu đã được lệnh canh chừng nghiêm mật nhất là đề phòng các ký giả ngoại quốc. Tuy nhiên sau đó không đầy
Một giờ, ngoại giao đoàn cũng như báo chí ngoại quốc tại Sài Gòn đều đã nhận được đầy đủ tin tức về cái chết của hai anh em ông Diệm. Ai giết? Tại sao giết? Theo ký giả Robert Shapland, tác giả cuốn The Lost Revolution, thì có một luận cứ tin được, đó là Nhung đã ra tay hạ sát theo lệnh của tướng Dương Văn Minh. Song rõ rệt nhất là những viên đạn đó được chế tạo tại Hoa Kỳ. Nếu đại quý Nhung cầm súng nảy cò thì ông ta cũng là người thi hành lệnh thượng cấp. Một đại quý như Nhung, dù là sĩ quan tùy viên chủ tịch Hội đồng Quân nhân Cách mạng, ông ta cũng chưa thể điên đến mức độ tự mình bắn anh em Tổng thống Diệm. Điều này thật giản dị và rõ rệt, và những viên đạn này chỉ là kết quả của một âm mưu đã được sửa soạn từ tháng 5 năm 1963 và tiến hành vừa tinh tế, vừa có nghệ thuật, thứ nghệ thuật đạo chánh mà đại sứ Cabot Lodge rất am tường. Những viên đạn kết liễu đời anh em ông Diệm và chế độ của ông không phải là những viên đạn đồng đơn giản, mang dấu hiệu USA. Những viên đạn đã được đúc rất công phu từ những trục John Kennedy, Cabot Lodge, Hillsman, CIA, Smith Cabot Lodge và cuối cùng Cabot Lodge đại diện cho những trục này. Để giao tiếp với một số trục bản xứ có thể mô tả, Cabot Lodge, tướng Kim qua trung gian Haskins và tướng Đông, Haskins và tướng Kim, Xuân, Minh, Cabot Lodge qua trung gian Smith. Cuộc đảo chánh được châm ngòi phải kể đến cái ngòi thứ nhất, Đông Haskins, vì tướng Đông với tư cách tổng tham mưu trưởng, nên ông có dịp giao tiếp hàng ngày với các tướng tá Mỹ. Một số tướng tá này trở thành trung gian giữa Cabot Lodge, Đông và một số tướng lãnh khác. Đại sứ Lodge và những người Hoa Kỳ có hay biết gì trước giải pháp, nhổ cỏ, nhổ tận gốc không? Sự thật, từ khi tiếng súng đạo chánh bùng nổ, đại sứ Lodge đã túc trực tại văn phòng của ông và theo dõi thường xuyên tin tức cách mạng. Tòa đại sứ Hoa Kỳ và các cơ sở liên hệ như USS sẽ mở rộng cửa để đón tiếp các phần tử thuộc phe đạo chánh khi mưu đồ bất thành. Khi xác của hai anh em Tổng thống Diệm nằm chơ vơ dưới sân, thì các tướng trong Hội đồng Quân nhân Cách mạng bắt đầu ngồi vào bàn thảo luận. Theo tướng Đỗ Mậu, không khí lúc ban đầu thật nặng nề khó thở. Nhiều ông tướng chỉ cúi đầu không nói một câu. Tướng Mậu mô tả, tôi theo Tổng thống Diệm từ năm 18 tuổi, bao nhiêu tình cảm sâu xa giữa tình thầy trò. Thấy xác hai ông tôi không còn khóc được, đau quá, đau đến cùng độ. Vấn đề cấp thiết lúc ấy làm thế nào biện minh về cái chết của hai anh em Tổng thống Diệm đối với ngoại giao đoàn, dư luận quốc tế và quốc nội. Có lẽ tướng Dương Văn Minh cho đến lúc đó mới nghĩ đến những hậu quả mà ông đã không lường trước. Riêng tướng Kim là người hiểu rõ uy tín của anh em ông Diệm trong giới ngoại giao đoàn, nhất là tòa khâm sứ và đại sứ Anh. Dù cách nào đại sứ Lodge cũng phải kiêng nể. Tướng Kim cũng như tướng Kim là người đã lượng tính trước về uy tín ảnh hưởng của Tổng thống Diệm. Trong số 2 triệu tín đồ Thiên Chúa Giáo, từ những lượng tính về hậu quả, qua nhiều phía, do cái chết này sẽ tạo ra và có thể lật ngược thế cờ, hay nếu không thì Hội đồng Quân nhân Cách mạng cũng sẽ gặp nhiều khó khăn lớn lao. Do đó Hội đồng Quân nhân Cách mạng hội họp trong một không khí dao động bế tắc. Đến lúc này, mấy tướng chủ động trong việc thanh toán nhanh, thanh toán lẹ, mới ngỡ ngàng không thể hiểu nổi. Giết một tổng thống lại gặp nhiều lôi thôi rắc rối đến như thế. Mặt khác, tướng Đính đã làm cho mấy ông trong hội đồng càng thêm bối rối dao động, vì tướng Đính đã la thét chửi thầy tùm lum. Bây giờ biết làm thế nào? Đường dây điện thoại giữa Hội đồng Quân nhân Cách mạng và đại sứ Cabot Lodge lại hoạt động liên miên. Trong khi đó, xác hai anh em Tổng thống Diệm được dời về Bộ Chỉ huy Thiết giáp trong vòng thành Bộ Tổng Tham mưu. Trên xe có một viên y sĩ đại quý thuộc bệnh xá, Bộ Tổng Tham mưu. Xác không phải chỉ có một vết đạn trên đầu, mà còn nhiều vết đâm trên ngực. Có lẽ vì chiếc xe Hồng Thập Tử đi lắc lư mạnh. Lời của Hạ sĩ Cam, thấy đầu của Tổng thống Diệm nằm trên băng ca, cứ lắc lư trong dễ sợ.
Máu đỏ tươi chảy vọt ra hai bên mép, mặc dù ông đã chết lạnh khô, máu ở trên tóc dính bệt đổi màu và đã se thẫm lại. Cùng trong lúc đó, tướng đến đưa ra điều kiện, một là phải chôn cất đàng hoàng, hai là phải thông cáo như thế nào để trấn an dư luận. Ông đến nói, chết cha tôi rồi, rồi đây phải ăn nói sao đây? Ngay sau khi được tin anh em Tổng thống Diệm bị thảm sát, Tòa Đại sứ Pháp có thông cáo ngay cho khâm sứ Tòa Thánh tại Sài Gòn. Một viên chức cao cấp của Tòa khâm sứ đã điện thoại hỏi Đại sứ Calbert Lodge, không gặp ông. Viên tham vụ trả lời rằng Hội đồng Quân nhân Cách mạng cho biết anh em Tổng thống Diệm đã tự sát. Viên chức Tòa khâm sứ phủ nhận ngay nguồn tin ấy, vì đối với người Công giáo đều không được phép tự sát, vì đó là trọng tội đối với Thượng Đế và sẽ mất hết mọi ân phước. Một người Công giáo như ông Diệm thì chuyện này không thể xảy ra. Một lát sau, viên tham vụ này điện thoại cho Tòa khâm sứ báo tin rằng ông Đại sứ Lodge cho biết anh em Tổng thống Diệm đã chết như trường hợp ngộ nạn. Một đại quý vô kỷ luật đã bắn anh em ông. Sau đó Hội đồng Quân nhân Cách mạng ra thông cáo rằng anh em Tổng thống đã tự sát. Ngày 2 tháng 11 năm 1965, ngày giỗ đoạn tang Tổng thống Diệm và ông Cố vấn Nhu, chiến cuộc đã bắt đầu gia tăng. Chỉ một tuần lễ cuối tháng 10 năm 65, số quân nhân thương vong lên đến 1.600 người, tính trung bình mỗi ngày có trên 200 quân nhân hy sinh vì chiến cuộc. Quốc lộ số 1 từ Long Khánh qua Phan Rang, Khánh Hòa, Phú Yên cho tới Quảng Trị hoàn toàn bị cắt đứt. Hàng không trở thành phương tiện duy nhất nối liền Sài Gòn với các tỉnh miền Trung và cao nguyên Trung Phần. Công trình ấp chiến lược bị phá hủy toàn bộ kể từ đầu năm 1964, các địa điểm dinh điền trở thành hoang phế. Số cố vấn quân sự Mỹ trước năm 63 là 14.000 người và chỉ ở cấp sư đoàn thì cuối năm 65 đã tăng gấp đôi và có mặt ở khắp các đơn vị quân binh chủng từ cấp tiểu đoàn đến chi khu. Đầu năm 1965, Tòa Đại sứ Mỹ rất thỏa mãn vì đạt được ước vọng. Mà trước đó 2 năm Tòa Đại sứ này đã tìm mọi cách để thuyết phục Tổng thống Diệm chấp thuận, nhưng ông Diệm quyết tâm từ chối. Đó là việc Tòa Đại sứ Mỹ thiết lập tại mỗi vùng chiến thuật một cơ cấu mệnh danh cơ quan dân sự vụ do một giám đốc người Mỹ chỉ huy. Kể từ đây, viên giám đốc này được coi là cố vấn dân sự Mỹ tối cao tại đại biểu chính phủ. Tòa hành chánh tỉnh đều có cố vấn dân sự Mỹ đảm trách, cố vấn về hành chánh, an ninh, xây dựng nông thôn, viện trợ kinh tế Mỹ và kể cả giáo dục học chánh. Tại Trung ương, các bộ đều thiết lập một cơ quan dành riêng cho viên chức cố vấn Mỹ, kể cả ngành văn hóa giáo dục đến xã hội y tế. Trước 63, Tòa Đại sứ Mỹ chỉ có một phòng Trung ương tình báo. Nhưng nay, Tòa Đại sứ Mỹ lại lập thêm một sở mệnh danh cơ quan an ninh dân sự, do một giám đốc đứng đầu. Ngoài tổ chức CIA lại còn có tổ chức CID, đặt cơ sở và hoạt động trên toàn cõi Việt Nam. Hình ảnh người lính, quân cảnh Mỹ xuất hiện như một thứ uy quyền mới. Hải cảng Cam Ranh trở thành căn cứ tiếp vận vĩ đại của Mỹ, mang tên Mỹ, Cam Ranh City. Long Bình, Biên Hòa, An Khê, Quy Nhơn đều là những căn cứ lớn lao bậc nhất của lục quân Mỹ tại Đông Nam Á. Số cố vấn Mỹ được tăng thêm 5.000 người vào tháng 6 năm 64, cộng với 14.000 trước năm 63. Nhưng sau vụ tàu Macdos, số cố vấn được gia tăng rất mau. Đầu tháng 8 năm 64, phản lực cơ F-102 của không lực Mỹ lần đầu tiên được gửi qua Việt Nam tham chiến. Chiến tranh mở rộng, quân lực Mỹ ào ạt đổ bộ lên Việt Nam. Quân số lên tới 526.000 gồm thủy lục không quân. Tiếp theo là quân đội Đại Hàn, Tân Tây Lan, Úc Đại Lợi rồi Phi Luật Tân và Thái Lan. Sau này cũng ào ạt tiến vào Nam Việt Nam. 3 tháng sau khi anh em Tổng thống Diệm qua đời, tướng Nguyễn Khánh lại làm đạo chánh và mệnh danh là Chỉnh Lý vào ngày 30 tháng 1 năm 64. Và Hội đồng Quân nhân Cách mạng ra quyết định chấm dứt nhiệm vụ của Ban chấp hành Hội đồng thành lập ngày 1 tháng 11 năm 63. Tướng Khánh ra tuyên cáo giải thích lý do của cuộc chỉnh lý là vì từ 3 tháng nay tình hình suy sụp về mọi mặt, chính quyền tỏ ra bất lực và phản cách mạng,
một số người chạy theo thực dân và cộng sản, do đó một lần nữa quân đội phải đứng lên can thiệp. Các tướng Kim, Xuân, Đông Đính bị giam giữ, Thủ tướng Nguyễn Ngọc Thơ bị bắt đem vào Bộ Tổng Tham mưu và do chỉ thị của Thiếu tướng Dương Văn Đức, Đại quý chi Trúc Di Lân Gia trói hai tay ông lại và dẫn đi ở sân cờ Bộ Tổng Tham mưu. Thật là bức tranh vân cẩu vẽ người lao đao. Sau đó ông Thơ được phóng thích và xin từ chức cùng với toàn thể nội các của ông. Ngày 17 tháng 2 năm 64, sĩ quan báo chí Bộ Quốc phòng chính thức tiết lộ Thiếu tá Nguyễn Văn Nhung, sĩ quan tổng quát và tùy viên của Trung tướng Dương Văn Minh bị bắt giữ hồi đêm 30 tháng 1 và giam tại lữ đoàn nhảy dù trại Hoàng Hoa Thám. Ông Nhung tự vẫn bằng dây giày. Ông Nhung chết năm 39 tuổi. Ông được vinh thăng thiếu tá sau ngày đạo chánh 1 tháng 11 năm 63 và cho đến nay vẫn được coi là tác giả bắn vào đầu và đâm vào lưng anh em tổng thống Diệm. Theo tài liệu đặc biệt của Nhật báo Dân Ý từ số 140 ngày 1 tháng 10 năm 70 tới số 160 thì thiếu tá Nhung vốn là người ngang ngược hung dữ, dân vùng Hưng Phú Chánh Hưng, mệnh danh ông Nhung là Cọp Đen. Ông Nhung vốn là sĩ quan thân tín của tướng Minh và rất được tướng Minh thương yêu. Theo tài liệu đã dẫn thì thiếu tá Nhung bị đá bể lá lách sau khi ông đã khai tất cả những bí mật trong vụ thanh toán anh em tổng thống Diệm. Lời khai của ông được thâu băng và trao cho tướng Khánh. Kể từ biến cố 1 tháng 11 năm 63 cho đến khi thành lập đệ nhị Cộng hòa ngày 1 tháng 11 năm 1967, trong vòng 4 năm, miền Nam đã trải qua 4 chính phủ Nguyễn Khánh, chính phủ Trần Văn Hương, chính phủ Phan Huy Quát, chính phủ Nguyễn Cao Kỳ. Ngày 2 tháng 1 năm 69, hàng ngàn người đến thăm viếng mộ phần của anh em Tổng thống Diệm tại Nghĩa Trang Mạc Đĩnh Chi. Phu nhân Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cũng đến đây thắp hương trên mộ phần Tổng thống Ngô Đình Diệm. Viết về biến cố 1963, một biến cố quan trọng của lịch sử cận đại, kéo dài từ tháng 5 tới ngày 1 tháng 11 năm 63 cùng với cái chết bi thảm của anh em Tổng thống Ngô Đình Diệm. Chúng tôi, tác giả Thiên Bút Ký này, chỉ đơn giản ước mong có một điều là đi tìm sự thật của lịch sử cùng với những người đã sống trong biến cố lịch sử ấy và còn sống trong dòng lịch sử này để cùng nhau ghi lại những điều trông thấy tai nghe, mắt đọc, cùng với đôi điều nhận định. Ước mong sao có thể giúp cho các sử gia sau này dễ dàng soi sáng qua từng sự kiện lịch sử với biến cố của lịch sử và chứng nhân của nó để từ đây lịch sử làm công việc của lịch sử. Vẫn biết rằng viết về biến cố 1963 giữa một tình thế cực kỳ phân hóa của một thời đại hoài nghi và đầy ngộ nhận như hiện nay sẽ không sao tránh khỏi những sự hiểu lầm từ phía này hay phía kia. Tuy nhiên, với một niềm tin còn lại nơi chính mình, chúng tôi tự không cho phép chính mình được tự do hoặc hoài nghi về một điều nào khác hơn là cố gắng tìm hiểu sự thật và viết lên sự thật. Sài Gòn, mùa đông 1970, Lương Khải Minh và Vị Hoàng, tức Cao Thế Dung. Làm thế nào để giết một tổng thống đến đây đã chấm dứt? Xin cảm ơn tác giả và cảm ơn bà con mình đã lắng nghe.